Thưa quý vị, cảnh gà trống nuôi con trong câu chuyện của chúng ta. Con trai muốn cha mình cưới vợ để yên tâm tuổi già. Người cha đồng ý nếu con trai cưới vợ. Nhưng người con trai là người đồng tính. Để chiều lòng cha, anh cưới đại cô gái hàng xóm. Liệu gia đình họ sẽ ra sao sau đám cưới này? Xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi ngay sau đây. Mọi chuyện diễn ra rất trôi chảy. Từ ngày đánh tiếng hỏi em cho đến lúc em và tôi tổ chức đám cưới, chỉ trong vòng chưa đến 20 ngày. Tôi và em chẳng có gì phải vội vàng. Người vội vàng là bố tôi và bố mẹ em. Họ sợ chúng tôi nhất thời đồng ý, có thể đổi ý thì chết dở. Nhưng điều đó không xảy ra. Chúng tôi cưới nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa của bố mẹ và họ hàng. Trong khi đó, cả tôi và anh, chúng tôi không hề cảm nhận được hạnh phúc. Chúng tôi làm mọi việc theo sự sắp xếp của người lớn. Nói đúng hơn, chúng tôi chỉ như những con rối tuân theo kịch bản đã định sẵn. Mọi người càng vui mừng bao nhiêu thì tôi càng lo lắng bấy nhiêu. Tôi không dám đối diện với chính bản thân mình nữa. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng có lẽ từ bây giờ tôi sẽ là một người đàn ông thực sự. Biết đâu đó khi sống cạnh em, tôi sẽ quên đi quá khứ trước đây, sẽ quên đi một điều rằng tôi là một người đồng tính. Tiếc là anh không bao giờ thay đổi được điều đó, vì đó là bản chất của anh. Tình cảm của anh, những rung động trong anh không phải là để dành cho phụ nữ. Bởi vậy, thẳng thắn mà nói, cuộc hôn nhân này chỉ mang tới sự khổ sở cho anh mà thôi. Biết là vậy, nhưng tôi không thể dừng lại được nữa. Đám cưới đã diễn ra, tôi đã là chú rể và là chồng của em. Tôi thở dài chấp nhận điều không mong muốn này. Trước ngày cưới, tôi đã lo lắng ghê gớm để làm sao em không phát hiện ra việc tôi không thích phụ nữ. Và vào đêm tân hôn, nỗi lo ấy bao trùm lên toàn bộ tâm trí tôi. Tôi sợ mình không thể hoàn thành được vai trò của một người chồng. Tôi không phải là một người đàn ông đúng nghĩa, nên tôi không có khả năng trời cho mà ai ai cũng có kia khi ở bên cạnh phụ nữ. Đầu óc tôi rã rời cứ nhắc đi nhắc lại suy nghĩ. Mình phải làm sao bây giờ? Thời khắc quan trọng đã đến. Tôi ngồi trên giường đợi anh. Anh đến bên, nở một nụ cười gượng gạo. Anh định cầm tay tôi, rồi chợt buông ra. Tôi biết anh đã cố gắng lắm mới có thể chạm vào tay của một người phụ nữ. Nhưng dường như anh không thể cố được hơn nữa, nên anh đã buông tay tôi ra. Anh bóp trán, ra vẻ bị đau đầu lắm. Rồi anh nói anh mệt, muốn đi nghỉ sớm. Đêm tân hôn của chúng tôi đã diễn ra như vậy đấy. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, quay sang thấy em đang ngủ ngon lành. Tôi biết rằng mình phải đối diện với thực tế này. Tôi có thể trốn tránh một lần, hai lần, nhưng không thể trốn tránh mãi được. Nếu tôi không gần gũi em, thế nào em chẳng đặt câu hỏi vì sao tôi lại như vậy? Nhớ em đem câu chuyện này ra ngoài kể, mọi người bàn tán xôn xao, biết đâu họ lại biết được sự thật về giới tính của tôi thì sao? Lúc đó chắc anh chẳng thể sống nổi đâu. Có lẽ biết rõ điều đó nên anh đã cố gắng gần tôi. Sau nhiều đêm lấy đà, đêm nay anh vội vàng ôm chầm lấy tôi, ngấu nghiến tôi. Anh làm mọi thứ thật nhanh như một thứ nghĩa vụ, hoàn toàn không có cảm xúc. Tôi không thể cảm nhận được gì hơn ngoài sự chịu đựng. Rồi không thể cố được nữa, tôi đẩy anh ra. Hành động của em làm tôi rất bất ngờ. Tôi tự hỏi, có phải em biết tôi không yêu phụ nữ? Không thể có chuyện đó được. Thế nhưng tại sao em lại làm như vậy? Tôi không có kinh nghiệm nhiều về phụ nữ, nên mọi ánh mắt, cử chỉ, hành động của em đều làm tôi mông lung ghê gớm. Rồi chúng tôi ngồi lặng yên bên nhau. Tôi không thể ngủ được, anh lại càng không. Mãi đến gần sáng, khi đã quá mệt, cả hai chúng tôi mới ngủ thiếp đi. Từ giây phút ấy,
Giữa chúng tôi như thể có một bức màn ngăn vô hình, cả hai đều rất khó nói chuyện với nhau. Những đêm sau, em chủ động đi ngủ sớm để tránh cái vồ vập vô hồn của tôi. Tôi thấy lo lắng lắm. Tôi sợ em đã biết chuyện, em sẽ nói cho bố tôi biết. Tôi không thể để tình trạng này kéo dài lâu hơn được nữa. Tôi gọi em dậy và bắt đầu câu chuyện. Sao em lại lảng tránh anh? Hay là em bị ốm? Em không. Em chỉ thấy hơi mệt thôi, chứ không có chuyện gì cả. Ồ, nếu vậy em nghỉ đi. Anh sợ em bị làm sao. Rồi anh để tôi yên với giấc ngủ của mình. Mấy ngày sau, anh lại chủ động ôm chầm lấy tôi. Tôi không thể chống cự được. Dù sao, anh cũng là chồng tôi. Đêm đó, tôi đã thuộc về anh. Đêm đó cũng là đêm tôi nằm khóc nức nở. Tôi không rõ vì sao em lại khóc. Chẳng phải tôi vừa đem lại niềm hạnh phúc cho em hay sao? Người phải khóc là tôi mới đúng chứ. Từ ngày bước vào cuộc hôn nhân này, tôi đã không còn là mình nữa. Tôi phải cố gắng làm những điều tôi không bao giờ muốn. Nhưng chỉ vì sợ em khổ, sợ em phát hiện ra, tôi đã phải cố tỏ ra mình là đàn ông. Những đêm sau, anh lại tiếp tục thực hiện cái chức năng đàn ông thiên bẩm của mình. Điều đó khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi né tránh anh, xua đuổi anh, đẩy anh ra mỗi khi anh muốn động vào người tôi. Tôi lấy làm lạ lắm, không hiểu nổi em nữa. Tôi hỏi em, hay là em có người đàn ông khác? Nhưng em lắc đầu, em nói không phải thế. Em thở dài buồn bã. Mấy hôm sau, tôi không động vào em nữa. Điều ấy làm tôi thấy thoải mái hơn, tôi cũng ngủ ngon hơn. Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra. Đó là việc tôi đã có bầu. Đáng nhẽ ra, điều này sẽ làm tôi và anh vô cùng hạnh phúc. Nhưng ở vào hoàn cảnh của tôi và anh, việc tôi có bầu lại càng làm rắc rối thêm chuyện của chúng tôi. Tôi có thể thấy được vẻ lo lắng, căng thẳng hiện trên khuôn mặt anh khi tôi báo cho anh biết. Rõ ràng anh chưa lường trước được điều này. Điều đó đến quá nhanh khi mà tôi chưa kịp làm quen với cuộc hôn nhân này. Khi tôi vẫn còn biết rõ một điều rằng tôi chỉ thích đàn ông. Liệu tôi có thể trở thành một ông bố tốt khi tôi không hề yêu mẹ của con mình không? Tình thế trước mắt đẩy tôi vào hoang mang cực. Nhưng điều làm tôi sững sờ hơn cả là chính chuyện này đã cho tôi biết một sự thật mà tôi không thể ngờ tới về vợ mình. Từ ngày biết mình có bầu, tôi suy sụp hẳn đi vì suy nghĩ quá nhiều. Tôi không thể che giấu được sự thật mình giấu kín bấy lâu nay. Tôi nghĩ việc tôi cưới anh chỉ là một giải pháp tạm thời giúp tôi giấu kín thân phận thực sự của mình. Chứ tôi không thể sống cả đời với anh được. Vì sao ư? Em đã cho tôi biết lý do ấy vào một buổi tối mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàng. Em gọi tôi lại, nói có chuyện cần phải cho tôi biết. Gương mặt em đầy lo lắng làm tôi cũng lo lắng theo. Nhưng đợi mãi mà em vẫn chưa thể cất lời. Em hít thở một hơi dài mới đủ can đảm để tiết lộ cái điều thầm kín ấy. Em nói rằng em là Les, em chỉ thích phụ nữ. Lời thú nhận của em khiến tôi vừa ngỡ ngàng vừa sửng sốt. Người vợ đang đứng trước mặt tôi đây là Les ư? Tôi không tin. Nhưng đó là giới tính thật của tôi. Dù anh không tin thì sự thật này cũng không thể thay đổi. Tôi biết mình là Les từ khi bước chân vào cấp 3, khi tôi có những rung động đầu đời. Khi tất cả những cô bạn gái khác thích những cậu con trai, sôi nổi bàn tán về chàng trai này, chàng trai kia, thì tôi lại thu mình trong cảm xúc dành cho một cô bạn khác lớp. Cô ấy nói, em không thể mang lại hạnh phúc cho anh được. Đấy cũng chính là lý do mà em không muốn gần gũi anh. Em không muốn em như thế này,
nhưng em không thể thay đổi được bản thân mình. Đây là lỗi của tạo hóa. Rồi cô ấy khóc nức nở. Vợ tôi nói cô ấy sợ mọi người biết giới tính thật của mình, sợ người ta trêu chọc, chế giễu, nên cô ấy mới đồng ý cưới tôi ngay. Tôi không biết phải an ủi cô ấy thế nào nữa. Tôi vẫn chưa hết choáng váng với những gì cô ấy vừa giải bày. Tôi cứ để yên cho đến khi cô ấy tỉnh táo trở lại. Tôi quyết định sẽ thú nhận tất cả với cô ấy. Và anh nói, nếu em thích phụ nữ thì anh lại thích đàn ông. Em hiểu điều anh nói chứ? Tôi tưởng như anh đem tôi ra để đùa cợt, nhưng không, anh đã nhẫn nại kể lại cho tôi nghe cách anh thích mình được là phụ nữ, cách anh thích một người đàn ông như thế nào. Đến khi đó tôi mới tin anh. Hai chúng tôi hoàn toàn bất ngờ về nhau. Sau khi biết giới tính thật của nhau, chúng tôi quyết định sẽ vì con mà chung sống với nhau. Mới đầu cuộc sống của chúng tôi vô cùng khó khăn khi giữa chúng tôi không hề có tình yêu nam nữ. Thế nhưng dần dần mọi thứ bắt đầu trở nên thật thoải mái và tuyệt vời. Tình cảm của vợ chồng chúng tôi không được nồng nàn, thắm thiết như những đôi vợ chồng khác, nhưng chúng tôi rất hòa thuận như những người bạn thật sự. Tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống này. Chuyện giới tính thật của em chỉ có mình tôi biết. Cuộc đời thật lạ kỳ khi ghép duyên cho hai chúng tôi. Chúng tôi đồng tính, lấy nhau dù không yêu nhau. Thời gian trôi qua, tôi và em đều đã có người yêu riêng. Nhưng tôi và em đều rất coi trọng chuyện chung thủy. Điều đó trở thành quy ước tiên quyết trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Nhờ vậy, dù không có tình yêu nam nữ, nhưng vợ chồng tôi có thứ tình yêu riêng của mình. Và tình yêu đó giúp chúng tôi sống với nhau, cùng nhau sinh con và nuôi dạy con cái. Tính đến nay, chúng tôi đã là vợ chồng được gần 20 năm. Bao nhiêu ngọt bùi sướng khổ của cuộc đời, có lẽ tôi cũng đã đi qua hết. Tôi biết, không phải ai cũng hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi, bởi nhiều người vẫn giữ nhiều định kiến với những người mang giới tính thứ ba. Nhưng tôi tin, rồi sẽ có lúc mọi người hiểu ra, chúng tôi không xấu xa như họ nghĩ. Chúng tôi là con người, và chúng tôi cũng có quyền được hạnh phúc bằng chính những gì chúng tôi được nhận khi sinh ra trên cõi đời này. Thưa quý vị, tạo hóa đã đẩy hai nhân vật của chúng ta vào một hoàn cảnh thật trớ trêu. Nhưng may mắn làm sao khi họ vẫn có thể sống bên nhau một cách êm đẹp, cùng nhau nuôi dưỡng đứa con trưởng thành. Nếu như không vì định kiến của xã hội, thì chắc chắn họ sẽ hạnh phúc hơn khi không phải che giấu thân phận của mình trong một thời gian dài đến thế. Còn gì khổ sở hơn khi không được sống là chính mình, tù túng, bí bách, đường cùng, có lẽ là những cảm xúc mà họ thường xuyên trải qua. Nhưng cuộc đời rất công bằng. Đến giờ phút này, chúng tôi tin rằng họ thực sự hạnh phúc. Và hạnh phúc của họ là niềm mơ ước không chỉ của một mà của rất nhiều người khác. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.